thông tin về các hoạt động chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công nhân người lao động trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 250 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được nhận quà Tết trong chương trình Tết trà yêu thương do nhà văn hóa thanh niên tỉnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Phục hồi Tự nhiên, Mehmet Yoga tổ chức. Tổng giá trị các phần quà gần 150 triệu đồng do Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Phục hồi Tự nhiên Mermet Yoga tài trợ. 90 xuất quà Tết được Quỹ Từ Thiện Cô Sáu Quỹ Đất Đỏ trao tặng cho hộ nghèo tại Quỹ Đất Đỏ. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Đồng hành với các địa phương trong công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo. Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thình, Quỹ Từ Thiện Cô Sáu tổ chức trao hơn 1.000 xuất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thị trấn Đức Đỏ trao tặng 50 xuất quà cho hộ nghèo trên địa bàn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, nhằm tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn được đón Tết sung túc đầm ấm hơn. Dịp Tết nguyên Đán năm nay, thị trấn Đức Đỏ đã quy động các nguồn lực trao tặng hơn 250 xuất quà cho hộ nghèo. 60 xuất quà được Ủy ban nhân dân xã Tam Phước, huyện Long Điền trao tặng trưởng ban ấp ban ngành đoàn thể ấp, tổ trưởng tổ dân cư trên địa bàn xã. Tổng kinh phí trao quà là 30 triệu đồng. Những phần quà nhằm chia sẻ động viên đội ngũ làm công tác cơ sở đã chung tay cùng chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Liên đoàn lao đo động thị xã Phú Mỹ cũng vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 1028 đoàn viên người lao động nghỉ việc không hưởng lương tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Anwell, xã Tốc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Tổng số tiền hỗ trợ được này hơn 2 tỷ đồng, được trích từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động Thị xã Phú Mỹ. Tại chương trình Tết Xuân Vầy Xuân chia sẻ, Liên đoàn Lao động huyện Xuân Mộc đã trao 10 vé xe do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ cho người lao động về quê ăn Tết, 573 xuất quà của Liên đoàn Lao động huyện. Dịp này, đoàn viên người lao động còn tham gia bốc thăm trúng thưởng với 74 xuất quà, tổng kinh phí thực hiện chương trình 345 triệu đồng. Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đi thăm tặng quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dongin Entech Việt Nam, đứng chân tại quỳ đất đỏ. Ngoài thăm hỏi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đời sống việc làm của người lao động, dịp này Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn trao tặng 10 phần quà cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng.